À, thế hôm nay chúng ta sẽ qua cái phần mà tôi sẽ demo cho các bạn cách mà vẽ một cái chiếc điện thoại hoặc là một cái đối tượng thông qua cái việc là chúng ta sẽ tô bằng gradient, tô chuyển sắc như thế nào nha. Trước khi chúng ta vẽ thì dĩ nhiên là các bạn nên vào menu file và chúng ta play. Thì ở đây là tôi đã nhập cái chiếc điện thoại này vào rồi. À, thì đây là những cái hình của cái đối tượng mà chúng ta cần vẽ. Và sau cái bài tập này thì tôi cũng sẽ cho các bạn một số các cái hình ảnh này các bạn sẽ vẽ lại nhé. Và đây là tôi đã chọn cái chiếc điện thoại này rồi và bấm nút play nha. Thế thì tôi đã like vào rồi thì không cần play nữa, nhưng mà tôi chỉ cái cách các bạn để nhập một cái hình vào trong AI thì chúng ta sẽ lệnh là chúng ta play vào. Thì khi play vào cái vùng làm việc của AI, chúng ta nên phóng lớn cái này ra một chút xíu, vừa khoảng cái tờ giấy. À, gặp những cái hình có độ phân giải cao thì càng tốt, còn nếu mà cái độ phân giải thấp quá thì chúng ta không nên phóng lớn nhiều, dẫn đến là cái hình nó vỡ, thì dẫn đến khi mình vẽ thì nó không có xác định được cái đường nét của cái đối tượng. Thì khi lấy vô xong thì hôm trước mình nói các bạn là chúng ta nên trên cái layer 1 này thì chúng ta có cái hình đây này nữa, cái hình này. Thế thì mình nên làm cái gì ta? Bấm hai lần vào cái vùng trống này để chúng ta mở cái layer option của nó, và chúng ta chọn chế độ là dim emitter tool, hoặc các bạn vào nút này và các bạn chọn là option for layer 1 cũng vậy, và chúng ta chọn đi Mimito. À, và ở đây tôi để khoảng mặc định của nó 50% cho nó hơi mờ chút xíu. Thì gặp cái trường hợp do nó sáng trắng quá mà nó mờ như thế này thì có lẽ là mình không còn thấy được cái đường nét của cái đối tượng, thì tạm thời tôi trả lại vị trí bình thường thì các bạn thấy nó mới rõ lên một chút xíu. Không sao, thì trước nhất trước khi làm vẽ đối tượng gì hết ấy, thì chúng ta nên khóa cái thằng này lại. À, vì cũng giống như là cái tờ giấy mẫu chúng ta sẽ dán nó đi, và chúng ta sẽ làm việc trên layer 2. Thì các bạn click ở cái nút đây thì chúng ta gọi là create new layer, và chúng ta new một layer và chúng ta làm việc trên layer 2. À, rất là dễ, khi chúng ta đã vẽ xong rồi thì chúng ta có thể là xóa cái layer này đi. À, chúng ta chỉ còn lại cái đối tượng mình vẽ thôi, rất nhanh hả. Rồi. Rồi tôi phóng lớn cái đối tượng này. Thế thì trước khi vẽ thì chúng ta nên thường thì vẽ một đối tượng chúng ta nên vẽ một cái outline tổng thể trước đối với cái chiếc điện thoại này. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi vào các cái chi tiết sau. Gặp những trường hợp mà nó phân ra những cái khu vực như thế này thì người ta có thể dùng cái phương pháp là insert. Thế thì chúng ta sẽ vẽ được cái chiếc điện thoại này thôi. À, trước nhất là phải vẽ cái outline, đối tượng nào cũng vậy. À, các bạn nên vẽ cái đường viền này trước. À, thế thì chúng ta cũng quy về những cái hình thể cơ bản, ví dụ như đây là cái chiếc điện thoại mặc dù là cũng xưa rồi nhưng mà nó có cái nhiều detail, mà nó có cái chi tiết trang trí cũng rất là dễ thương. À, thì chúng ta nên vẽ nó bằng cách nào đây? Thế tôi sẽ sử dụng cái thằng browser ha. Vâng, các bạn thấy tôi vẽ một cái đường cơ bản trước xuống như thế này. Và ở đây bấm bảng màu ra và các bạn mở nó bảng màu bằng show cái option. À, sau này các bạn làm phím tắt thì chúng ta nên là F6 và F6. Mở bảng layer thì chúng ta có F7. À, tương tự giống như bên Photoshop vậy. Tôi mở F6 và tôi không tô màu, chỉ có đi đường viền thôi ạ. À. Thì ở đây là tạm thời tôi sẽ đi đường viền cho các bạn dễ nhìn, sẽ là màu màu đen hả? Vâng. Màu đen này. Thì khi muốn điều chỉnh cái đối tượng chúng ta thì chỉ có cái công cụ gì nhỉ? Direct selection. Rồi, thế thì với cái đối tượng mình đây, bấm phím A hoặc là các bạn bấm phím tắt là V, nó trở về công cụ select. Rồi tôi áp sát cái này, đẩy nó sát nó vào đây. Áp sát này vào đây. Bên này là đúng rồi. Còn bên này chúng ta sẽ hình dung là cái chiếc điện thoại nó cong cái đoạn này nó lên đây này. Đó, và ở đây bò xuống ha. Đây bò xuống. Thế thì những cái nốt này thì sao? Bấm phím A. À, tôi có thể điều khiển những cái nốt này xuống.
À, chúng ta có thể neo một cái nốt này ở đây bằng cái công cụ bend. Các bạn giữ lại ở đây một nốt, cộng thêm nốt. Rồi. Và tôi cũng giữ lại ở chỗ vị trí đây một nốt. Vì đôi khi tôi sẽ di chuyển những cái nốt này đi thì nó sẽ ảnh hưởng cái đường thẳng của cái đối tượng. Thì tôi neo giữ nó đây. Xong mình bấm về phím A các bạn. À, tôi sẽ chọn hai cái nốt này và hiệu chỉnh nó cong theo. Đó. Và hiệu chỉnh cái thằng này cong đi. Bấm phím Bend, tôi cần thêm một nốt giữa nữa. À, và bấm phím A, tôi có thể di chuyển cái nốt này lên để cho nó hơi cong lên chút xíu. Toàn bộ cái hình chúng ta vẽ thì chỉ có cái khu vực đây là những cái chỗ này thì nó hơi cong thôi. À, hơi cong thôi, nó cong nó chỉ có một bên nè. Thì trong khi đó cái đường cong mình nó smooth như thế này. Thì cái này nó cong cũng chỉ có một bên, chỉ có cái điều khiển chỗ này thôi. Mà chỗ này cũng lại cần phải cong, hơi cong chút xíu nữa. Thì lại không được, thì để biến đổi nó thành đường cong thì chúng ta chỉ có công cụ gì? Shift C. Phím tắt tôi gọi phím C, đó là cái công cụ convert. Và tôi để ở đây tôi đẩy ngang qua một chút xíu. À, và cái thằng này cũng vậy nữa, nó chỉ có cong một bên thì tôi tiến hành là đẩy và chọn và đẩy. Và ở đây nếu tốt nữa thì chúng ta cũng tiến hành và đẩy nó đi nữa. Thì coi như là tất cả những cái đoạn trên đây là đều là đường cong hết. Đấy, và đều đường cong hết. Và đường cong hết. Đây. Nếu nó bị chéo thì các bạn đảo chiều nó đi ha. Rồi, xong, để chỉnh trực tiếp thì chúng ta nên sử dụng cái này. Còn trong quá trình làm đôi khi nó có bị cái chế độ mà nó giật vào, hít vào các cái điểm boy. À, thì chúng ta dùng chế độ là bỏ cái chế độ là snap to boy đi. Thì chính xác là cái sự điều khiển của mình nó smooth hơn các bạn. Mịn màng hơn mà nó đi tự do hơn một chút đã. Rồi khi nào là chúng ta cần thì chúng ta sẽ bật lại thì cũng rất đơn giản thôi. Thế. Thì các bạn cho cái thằng này nó hơi thẳng lên chút xíu nha. Và bên đây cũng vậy, tức là nó áp sát vào chỗ này và đẩy này xuống và các bạn đẩy này xuống. À, để cho smooth thì tôi đẩy hơi dài hơn chút xíu nhé. Rửa đẩy thì các bạn. Đẩy lên và đây đúng chưa? Rồi, chúng ta đẩy này xuống. Sau khi xong chi tiết rồi thì tiến hành căn chỉnh cái này lại một chút xíu nữa để cho nó thẳng cái đường này ha. Rồi thì trên cái đầu trên này xong rồi, thế thì chúng ta coi cái phần ở phía dưới hai đường thẳng song song này là đúng rồi. Thì do cái đối tượng chúng ta nó hơi túm nhỏ hai đầu thì cũng tương tự như vậy nữa. Tôi bấm phím A. À, tôi có thể neo ở đây một nốt, neo ở đây vị trí đây một nốt. Vì cái loại này hình như nó có một cái động tác là nó trượt không, hình như nó ở đây nó có một cái khớp, nó có một cái khớp. Thì ở đây tôi neo ở đây dùng công cụ bend ha, tôi neo ở đây một nốt và cộng ở đây một nốt. Rồi sau đó tôi sử dụng cái công cụ A để thế có thể tiến hành là chỉnh nha. Cái thằng này hơi túm vào một chút và chọn hai cái nốt này, các bạn đẩy vào. Tôi bấm công cụ bend để thêm cái chi tiết. Hôm nay cái này nó có một cái khớp thì tôi chọn ở đây, chọn này. Bấm phím A và tôi di chuyển cái này vào. À, các bạn cứ phóng lớn lên thì cái diện tích nó có cảm giác là nó rộng rãi hơn và chúng ta nó dễ di chuyển hơn. Rồi. Và tôi có thể đẩy này vô một chút xíu. Và tương tự chọn cái này tôi nhích nó vào. Đánh mũi tên qua phải hay trái để căn chỉnh di chuyển khoảng 1 pixel một chút xíu thôi. Thế là được rồi. Thế thì đường outline chúng ta vừa cái chiếc điện thoại này vừa vẽ xong.
Tiếp tục nữa, bây giờ các bạn cho thấy ở đây chúng ta nó có một cái mảng màu đỏ nằm nửa một cái chiếc điện thoại này luôn, thì rất là dễ. Thì cái công việc các bạn chỉ cũng còn chọn là bằng cái thằng rectangle này, và chúng ta cứ vẽ nó bằng những cái đối tượng cơ bản như này. Xong để hiệu chỉnh nó thì quá dễ, thì trong AI chúng ta chỉ cần gọi là sử dụng cái công cụ Direct Selection thì nó làm rất là nhiều việc. Chúng ta có thể là cho nó thẳng ngang trên đây một chút đó, hơi cong. Ở đây nó có phối cảnh thì chúng ta thêm một nốt ở đây để chúng ta bẻ cong cái này đi. Dĩ nhiên cái nốt này nếu mà chúng ta thêm một nốt á, thì khi bẻ gãy thì cái chỗ này nó rất là nhọn, để buộc lòng để có một cái đường cong giống như thế này thì chúng ta phải thêm một nốt bên đây và thêm một nốt bên đây thì nó mới bo góc theo thế. Và tôi chọn cái đối tượng này, tôi đẩy xuống cho nó đúng vị trí đây ha, chọn này đẩy xuống cho nó đúng vị trí đây. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bẻ cong nó thôi. Đầu tiên ở trên đây tôi dùng công cụ bên, tôi phải neo ở đây một nốt và tôi neo ở đây một nốt, bấm về phím A tôi mới bẻ cái này cong xuống đấy. Và ở đây cũng vậy, ở đây nó chạy ra rồi, chút nữa nó sẽ giao nhau với cái đường viền ngoài thì chúng ta sẽ được có một mảng, thì ở đây không cần phải thêm nốt nào cả, ở đây cũng không cần thêm nốt cả, chỉ có ở chỗ đây thôi. Thì tôi sẽ bấm neo ở đây một nốt và neo ở đây một nốt, và tôi bấm phím A tôi có thể bẻ gãy cái chỗ này đi rồi. Và đây hiệu chỉnh nó nhích nó lên một chút. Và như vậy để cho đường cong thì chúng ta bấm vào công cụ convert Shift C nhé, các bạn làm phím tắt là phím Shift C. Rồi, chúng ta chỉ cần đẩy ngang qua chút xíu thì ở đây nó sẽ là đường cong rồi. Và ở đây cũng vậy, chúng ta sẽ đẩy ngang qua một chút xíu và bấm phím A tôi có thể điều chỉnh cái chỗ này, tôi có thể di chuyển thằng này vào đây, phóng lớn lên ha, và có thể dễ điều khiển hơn. Và chúng ta để xuống như này, nắm cái nút này đi xuống một chút xíu nữa, nắm cái cạnh này chúng ta đẩy đẩy xuống một chút xíu. Để làm sao cho cái thằng này nó thẳng ra đúng không, thẳng ra rồi qua tới đây nó cong đi rồi. Rồi thế ở đây cũng được, tôi nắm cái này tôi cũng đẩy lên nhé, và đẩy ra đây được chưa? Vâng, đồng ý, chính xác rồi. Và nó giao nhau cái đằng này là ngay tại cái vị trí này. Ok. Vậy đi. Thì bây giờ các cái đối tượng đã được có cái phần giao nhau, mình chọn thằng này và click chọn cái đối tượng này. Thế thì các bạn mở cái bảng Pathfinder bằng cách là chúng ta có thể là Shift F mấy F8. Vì thật ra là Shift F8 nó sẽ mở bảng Transform, nhưng mà nó đi kẹp theo Align hoặc Pathfinder. Hay là Control Shift F9 nó sẽ chúng ta sẽ mở trực tiếp cái bảng Pathfinder. Thì tất cả mọi cái đều nằm ở trong menu View và chúng ta Pathfinder Shift Control F9. Đấy, như thằng nãy chúng ta sử dụng nguyên tắc như thế. Vâng. Như vậy để có thêm một cái đối tượng để chúng ta vẽ cái mảng màu đỏ này thì các bạn dùng lệnh gì chúng ta sẽ sử dụng cái thằng Intersect. Nhưng cái lý thuyết cái thằng Intersect là nó sẽ mất đi cái đối tượng suột. Đây, ví dụ tôi đang chọn hai đối tượng mà tôi bấm vào cái lấy phần giao nhau, tức là tôi muốn lấy cái phần màu đỏ này thôi thì coi như là ha, cái hình hồi nãy giờ chúng ta mất công vẽ này nọ là mất tiêu rồi. Thế thì không được. Thế thì để muốn giữ lại cái đối tượng này, và cái đối tượng này chúng ta đâu cần phải giữ, chúng ta chỉ cần là lấy cái bên trong nó là được rồi. Thì thử là tôi phải chọn lại cái đối tượng mà vẽ đầu tiên là cái outline lớn nhất này, Ctrl C, Ctrl F, tức là chúng ta copy thêm một cái nữa, Path in front, sau đó chọn cùng với cái đối tượng chúng ta vừa mới vẽ và các bạn dùng Intersect. Và thử tôi tô màu vô là cái chúng ta cần là cái này, đúng không? Và như vậy là chính xác rồi. Như vậy nếu cần thì tôi có thể là đổ một cái đường line ha, nó có một cái màu khác để các bạn biết rằng là như vậy là tôi có cái thằng màu lục, vì nếu mà đổ màu đỏ vô nữa thì nó trùng ở đây, thì thử tôi đổ màu xanh lục là các bạn biết là tôi có một cái miếng đó rồi. Tiếp tục nữa, thế thì
Bây giờ một cái miếng màu đỏ nằm lên đây thì các bạn tưởng tượng là cái đối tượng của chúng ta là cái bề mặt số và hiển thị của cái chiếc điện thoại là nó nằm bên trên này. Vì ở dưới đây thì các bạn sẽ thấy là ha, nếu vẽ nữa cũng được nhưng mà rất tiếc là chúng ta không thấy được cái chi tiết. Thì cái chi tiết nó trên đây nó chắc nó cũng bầu tròn giống như thế này thôi. À, mà do nó đi che bởi cái headphone rồi thì rất là đơn giản, tôi cũng tạm thời là cho cái thằng này nó hơi nhích xuống một chút xíu, thì tôi chỉ chọn cái nốt này thôi, chọn hai cái nốt này thôi, đẩy xuống như thế này. À, rửa. À ha. Bây giờ tôi lại phải vẽ cái giao diện này là bởi vì nó giao nhau với thằng này thì chúng ta sẽ có cái mặt số này và cái mặt bàn phím này nữa, và chúng ta còn được có cái phần ở dưới nữa. À, rất là dễ. Thế thì hồi nãy các bạn sẽ thấy chúng ta vẽ bằng rectangle, bây giờ chúng ta vẽ bằng râu được. À, râu được. Và trong quá trình vẽ như thế này các bạn cứ kéo dài xuống đấy. Thế thì hình như là mình thấy cái góc bo trên đây nó không có đúng, nó chưa có phù hợp lắm, thì mình tăng giá trị góc bo bằng cách nào à? Bấm mũi tên lên nha. Đó, các bạn sẽ thấy là mũi tên lên đẩy lên. À, các bạn đi di chuyển nó gần đúng là được rồi, lên một chút xíu nữa thì có lẽ là phù hợp tốt hơn. Là cái góc trên phía bên trái đó các bạn thấy nó bo như vậy là được rồi, và như vậy là tôi có thể là mở lớn cái này ra tại cái đường thẳng này nha, giao nhau, bởi vì cái này nó lại chụp hình theo một cái dạng phối cảnh, thực hình phối cảnh thì chúng ta cứ vẽ bằng cái đường thẳng người chúng ta điều khiển. Và bây giờ cái nét của cái đối tượng mới vẽ là tôi tô màu xanh blue này để các bạn dễ nhìn dễ hình dung thôi. Rồi xong, thế thì để điều khiển nó là bấm phím A nha, tôi chọn luôn cả hai nốt này các bạn, cẩn thận là nó dính luôn cả cái đối tượng này. Thì thử là tôi chọn bằng cách lít chọn, bằng cách và đẩy nó lên, đẩy lên, bằng cách đẩy nó lên đó, và phóng lớn lên để chúng ta điều hiệu chỉnh cho nó chính xác. Tôi chọn cái nốt này đây, ở đây nốt này, và các bạn thấy đẩy xuống ha, và nhích cái này lên một tí, và chọn cái này cũng vậy, đẩy này xuống hả, và nhích cái này lên một tí, và nắm này buông ra kéo dài ra thì các bạn thấy. Thế thì thường là cái chỗ góc bo này thì cái thằng này là đường thẳng, thành thử các bạn có thể là dùng con gù cần vạch, các bạn lít nốt này đi để coi như là ha, nó có vẻ smooth êm hơn cho chúng ta, và các bạn đẩy theo chiều này luôn. Rồi, thế là phù hợp rồi, do cái nét cong như thế này và bên này, vậy là quá phù hợp và đi thẳng xuống dưới đây được chưa? Và chúng ta chỉ cần chỉnh ở dưới đây một chút xíu nữa. Và như vậy tôi nắm cái nốt này tôi đẩy sâu xuống. À, nắm nốt này đẩy hơi thẳng xuống chút xíu. Tạm thời là chúng ta không thấy được cái chi tiết phía dưới nhưng mà thôi, chúng ta có thể là đẩy sâu xuống này. Và cũng vậy, theo cái chiều hướng nó bo thì thường là cái đối tượng chúng ta nó cũng túm lại. Thế thì mình phải chọn công cụ Ben và tôi cộng ở đây một nốt, coi như là neo giữ ở chỗ này lại ha, và bấm phím A, tôi chọn cái nốt này tôi nhích vào, nhích vào, và chọn bên đây tôi nhích qua bên trái cũng nhích vào. Thế thì chúng ta có cái hướng tương đối là chính xác so với cái chi tiết của chiếc điện thoại rồi. Tiếp tục nữa, thế thì các bạn thấy ở đây bây giờ mình phân tích ở đây, chúng ta sẽ có một cái màn hình và cái bàn phím để nghe hoặc gọi hoặc là chọn các cái menu bên trong. Thế thì nó lại là một cái hình chữ nhật như thế này. Thì chúng ta cũng sẽ dùng một cái hình chữ nhật. Có thể là đối tượng này chúng ta có rồi này các bạn này, hay quá. Đúng không? Là cái phần như đây và cái thằng này chúng ta vừa vẽ. Liệu là chúng ta copy nó lên và chọn cùng với này là insert là chúng ta sẽ có một cái màn hình lớn ở dưới đây rồi. À, từ cái hình tổng thể mà chúng ta đi cái chi tiết vô bên trong. À,
Thế thì rất hay, tôi chọn là cái đối tượng đây, nó đang là cái màu đen đây. Đây bấm phím V nha các bạn. Muốn chọn cụ thể là các bạn nên chọn vào cái công cụ selection, vì nếu các bạn chọn bằng công cụ direct selection, không may mà chúng ta chỉ chọn vào đúng có một nốt mà các bạn copy thì nó chỉ copy một cái đoạn ở đó thôi, chứ nó không copy nguyên cả cái đối tượng. Vì vậy mình nên đảm bảo cho nó chắc ăn là chúng ta nên chọn công cụ direct selection để chọn cái đối tượng nào mà chúng ta cần muốn điều khiển nó. Thế thì tôi Ctrl C, Ctrl F. Ngay cả cái đối tượng chúng ta vừa vẽ đây cũng vậy nữa. Các bạn cũng phải Ctrl C và Ctrl F, tức là copy nó lên. Chứ còn không là nó giữ lại cái đối tượng này, cái đối tượng mà chút nữa chúng ta tô mảng đỏ, nhưng mà sẽ làm mất cái đối tượng này thì. Vậy tốt hơn hết là chúng ta copy luôn cả hai đứa lên một cặp nữa. Đúng không? Và như vậy tôi Ctrl Z, cái động tác là tôi vừa copy đi. Vừa copy cái thằng này đi, vì rất đơn giản là chúng ta chọn luôn cả hai đứa như thế này. Đây tôi đẩy ra đây cho các bạn biết, đã chọn luôn cả hai đối tượng này. Tôi Ctrl C và Ctrl F luôn. Như vậy là nó đang chọn một cái cặp mới. Tôi để vào đây và tôi chọn insert. Và cái đối tượng chúng ta vừa mới tạo ra là tôi tạm thời tô màu để cho các bạn biết là cái miếng đây. Cái đối tượng này vừa mới tạo ra. Như thế thì tôi cần chỉnh Z đi, không tô màu nha. Và đi một cái đường nét màu vàng hoặc là màu lục để các bạn dễ thấy. Cái thôi. Mà thường thì do cái nét nó nhỏ thì có thể là tôi cho nó 3 point để các bạn biết là vừa mới tạo ra cái này. Chứ còn cái nét nó to quá thì nó chiếm hết cái diện tích của mình thì khó thấy. Nhưng mà chỉ để cho các bạn thấy là tôi vừa mới tạo ra thêm một đối tượng như vậy. Nếu không thôi các bạn nhìn nó nhỏ quá mà nó không biết là đã làm được cái đối tượng nào. Vâng, và dĩ nhiên ở góc đây là cái góc nhọn rồi đúng không bạn? Góc nhọn rồi. Từ khi tạo ra được như thế này thì bây giờ các bạn thấy nghĩ là những cái màn hình và những cái trong này thì rất dễ rồi. Chúng ta chỉ cần bấm phím V chọn lại đối tượng này. Ctrl C, Ctrl F. Chọn bằng công cụ đây Direct Selection, tôi lít chọn cái nốt này, nhấn Shift lít chọn nốt này luôn và tôi đẩy cái đối tượng này lên. Đó. Và tới một vị trí, một cái điểm đúng bên đây. Do phối cảnh thì chúng ta phải chọn lại cái nốt này mà các bạn đẩy lên một chút xíu. Đẩy lên một chút xíu và như vậy nó đi xuyên vào mới đúng. Đi xuyên vào. Ngoài ra mình sẽ còn có một cái đường cái màn hình này nữa cơ, màn hình này nữa cơ. Thế một cái màn hình này nữa, nó có một cái nền đen ở dưới ha. Nền đen ở dưới là đây này. Bây giờ mình có một cái màn hình nữa, thế thì tôi lại phải chọn cái đối tượng này nữa, lại Ctrl C Ctrl F một lần nữa và nắm cái này tôi đẩy nó lên. Đó. Nắm cái cạnh này tôi nhích nó vô một chút xíu. Cái này nó lệch đi không sao cả, tôi bấm phím A. Là chưa, hình như đúng rồi chứ. Và bấm về công cụ V. Tôi có thể đẩy nhỏ lên đây một chút. Đó, để tôi sẽ có một cái màn hình là như thế này. Rồi. Và một cái đối tượng màu đen chúng ta ở dưới đây nữa. Đó, thế thì ở đây là nó hai cái là nó cái màn hình nó là như thế này. Là để chúng ta diễn tả đây và cái này. Tương tự như vậy thì chúng ta tô màu để biết là đã có rồi thì chúng ta bỏ nét ra. Đối tượng này có, thế thì cái thằng này là cái gì? Là cái màu bạc này. Đối tượng. Đúng rồi. Vậy có đủ. Mình trình Z. Bây giờ thêm chi tiết. Còn cái đối tượng lớn của chúng ta là chúng ta chút nữa chúng ta sẽ tô gradient là từ cái đoạn khúc bên này và cái thằng này là một ha. Ngoài ra nó còn có cái chi tiết đây nữa, thế thì làm luôn. Đến cái đoạn bên trên này chúng ta làm luôn nha. Và thằng này thì sao? Thì cái vậy tôi cũng vẽ nó bằng cái router rectangle đây các bạn, vẽ bằng cái đối tượng này.
À, bên này thì đúng rồi ha, à, bởi vì cái nét nó màu xanh lục, tôi đổ cái nét màu đỏ màu cam nữa cho các bạn thấy bằng phím A. Thì giờ tôi nhích lại cái chọn cái đối tượng đây, và tôi cho nó nét nó nhỏ nhỏ vậy, 0,75 hoặc là 0,5. Rồi bấm công cụ Direct Selection, tôi chọn hai cái, sorry, chọn cái nốt này và cái nốt này, tôi đẩy xuống một chút xíu. À, tại vì là phối cảnh mà thì nó cũng phải song song theo. Nắm cái này đẩy lên. Này đẩy xuống. Chọn qua. Rồi, và ép bên này qua. Đúng không? Và ép bên này qua một chút xíu nữa. Rồi, bên này buông ra. Chọn đối tượng này, Ctrl C, Ctrl F. Chọn lít, nhấn Shift lít cùng với cái thằng này và chúng ta insert. Hầu như là sử dụng cái insert rất là nhiều để cộng ra thêm cái thằng này. Ở bên đây nó có thêm một cái nút nữa, chắc là cái camera hay gì đó ha. Thế thì nó là gần như là một cái hình tròn mà nó chỉ có nửa bên này thôi. À, ở đây rồi. Và tôi lại phải chọn cái thằng này, Ctrl C, Ctrl F và chọn cùng với cái này insert luôn. Và như vậy mình có đúng cắt ngang đúng cái đối tượng này. Rồi à, chắc có lẽ cái hình chúng ta hơi to nhưng mà không sao, kệ nó. Rồi cứ vẽ hết các cái chi tiết, sau đó chúng ta sẽ tô màu sau. Bây giờ cái nút này thì sao ạ? À, quá dễ đúng không ạ? Nút này rất dễ để chúng ta làm. Và thì thế thì tôi sẽ chọn bằng cái router vẽ nó vào nha. Có lẽ là do nãy cái góc bo mình nó rất lớn, thì bây giờ các bạn phải giảm cái bo góc đi cỡ này thôi. Giờ trong quá trình khi chúng ta còn giữ cái con chuột thì các bạn có thể nhấn spacebar để chúng ta di chuyển làm sao cho nó vừa vặn với cái đối tượng như thế này, có nghĩa là tăng lên một chút xíu. Rồi hay quá, thế thì vừa đúng luôn rồi. Chúng ta chỉ cần nhích cho nó vừa đúng cái đối tượng mình. À, nhưng ở đây các bạn sẽ thấy nó có cái độ gờ rồi cái lấp loáng rồi mới xong mà có cái nút stick ở đây. Bấm phím V và tạm thời cứ như thế này, tôi còn Ctrl C, Ctrl F và copy thêm một đối tượng nhỏ nữa để chúng ta sẽ có cái nút điều khiển đây. Ctrl C, Ctrl F một lần nữa, rồi tôi sẽ đẩy cái thằng này vào và đẩy cái thằng này lên và đẩy cái thằng này đi vô, và để chúng ta có cái nút ở giữa này. Rồi cái cách nữa, chút nữa tôi chuyển sắc là tôi sẽ chỉ các bạn, sẽ tạo những cái gờ mà giống như là cái nút thật, và coi như là cái chi tiết nó đây là đúng đã. Và đường viền xung quanh cái đối tượng này nó có cái mấy cái đèn tín hiệu báo, nó có cái đường viền như thế này đi. À, thế mình cũng vẽ nó bằng rau rồi. À, về chính xác đó rồi. À, như vậy tôi có thể là giảm cái góc bo đi một chút, tăng ít thôi. Tôi để nó vừa vặn đây. Cái này là chút nữa chúng ta sẽ có thể là sử dụng cái độ dày của một đối tượng, độ dày của một cái đường nét, rồi sau đó biến cái đường nét này thành một cái hình. Cho nên khi những cái chi tiết nó nhỏ quá thì nó cũng gây khó khăn cho việc mình thiết kế. Rồi một và nếu cần nữa các bạn cứ phóng lớn cái chi tiết mình lên và dùng cái rectangle chúng ta vẽ thêm một cái chi tiết này nữa. Rồi và xong cái đối tượng mình rồi, thì tôi đang chọn và chọn luôn các cái đối tượng này ha. Tôi nhấn Alt+Tab ra và để cho qua bên cái thằng bên đây. À, và do cái phối cảnh thì có thể nhìn bên này nó lớn hơn một chút. Mình nhấn Alt+Tab ra và tôi copy xuống cho cái đối tượng là cái nút màu đỏ. Và cái nút này thì nên chọn để copy cho cái đối tượng màu xanh lục này. Rồi thu nhỏ lại, tiếp tục đến cái đối tượng này thôi. Thế thì chúng ta đã có cái này, liệu rằng là chúng ta nhấn Alt+Tab để chúng tôi copy được không? À, và
Được, thế thì chỉ cần việc bấm phím V về công cụ Direct Selection, thu nhỏ cái thằng này lại thôi, thu nhỏ cái đối tượng này lại nè. Vâng, và các bạn thấy tôi chỉ thằng thu nhỏ thế là xong rồi. À, và ở đây nó chỉ có một cái đường line một thôi. À, các bạn thu nhỏ để thêm cái chi tiết. À, nó có một cái đường line một thôi. Thế thì đường line này rộng ạ. Thế thì tôi sử dụng cái rectangle đó. À, tôi vẽ ở đây một đối tượng xuống nha. Và tất cả mọi thứ đều phải cho nó phù hợp một chút. Xong rồi, và cái này là cái nút chạy tới chạy lui. Chúng ta sẽ diễn tả bằng cái đối tượng riêng sau. À, và tính cho phía bên đây nữa. Và chúng ta tính toán cho phía bên này. Bấm phím M để chúng ta về rectangle, và tôi vẽ đây một đối tượng. Bấm phím V. Ở đây tôi cho cái nét đen nhé. Đó. Và nhấn Antanas ra. Và tôi đẩy ra cho đây một đối tượng nữa. Kéo dài nó xuống. Cho nó phù hợp bên này. Ở đây là nút cancel à. Còn đây là nút gọi hay là nút chuyển hướng, xem luôn cái menu hay thứ gì đây. Chắc là nó có hai cái mũi tên nó quay tròn. Rồi chúng nữa chúng ta sẽ xem cái detail sau. Bây giờ chỉ vẽ cho nó đúng các cái bộ phận của cái chiếc điện thoại đã. Ở đây cũng vậy. Này để lắp thẻ nhớ hay gì đây. Thế thì nó cũng là một cái hình bo góc hả các bạn. Bo góc là tôi để ở đây. Để thẳng xuống đây luôn. Đó. Và tôi đi nét màu xanh lục nha, để cho nó nổi bật lên trên cái nền đó, các bạn thấy. Đó, chúng ta có cái nét này. Ở đây. Và bấm phím A, chọn bấm phím V chứ. Chọn công cụ đi đó, rồi tôi giãn cái này cho nó đúng cái. Và nó tạo cái nút bên đây, thế thì nó đúng với cái chu vi bên ngoài. Tôi chọn cái đối tượng bên ngoài cùng đầu tiên để vẽ, tôi copy lên. Các bạn chọn đúng cái thằng này. Hoặc là cái đối tượng này cũng được, không sao cả. Bởi vì nó có cái đường biên hai cái nó trùng nhau mà. Tôi còn run C còn nó nép, và chọn cùng cái đối tượng này và chỉ có insert. Thế cho là đây, cái đối tượng chúng ta vừa muốn tạo hình là nó như thế này. Vừa đúng luôn. Và như vậy tôi còn luôn Z để không tô màu. Ngoài ra còn có hai cái thằng này nữa. Đó thì bằng đường rao rồi. Và tôi vẽ cho đây một đối tượng luôn. Tạm thời là nó như thế. À, ở đây thêm một cái chi tiết nữa. Rất là nhiều. Tôi cho thêm cái chi tiết này ở đây. Phóng lớn lên, lớn quá tôi nhích vô một chút. Đúng không? Và ở đây nữa cơ. Tôi tăng giá trị góc bo lên. Rồi, tăng lên giá trị góc bo lên một tí xíu nữa. Rồi, nó để ở đây. Và tôi chọn lấy đối tượng này Ctrl C, Ctrl F, và cùng với cái thằng xanh lục này tôi lại insert. Các bạn thấy bây giờ là sử dụng insert rất nhiều. Và ngoài ra nó còn có thêm một cái chi tiết đây nữa. Rất đơn giản, tôi chọn bằng rectangle vẽ lại. Sát ở bên này thôi. Đúng không? Rồi. Như thế. Quá hay rồi. Ngoài ra còn có cái tam giác nó chạy nút dừng và vân vân, nút stop ở đây. Trong giới hạn cái không gian này, cái phim đầu tiên tôi sẽ chỉ vẽ cái chiếc điện thoại. Nếu chúng tôi sẽ demo thêm cái này nữa thì sẽ mất hết sức, mất thời gian. Vâng, chúng ta sẽ dành cho cái đoạn phim sau, và trước chúng ta sẽ làm cái này. Khi vẽ xong hết rồi thì các bạn cứ có quyền chọn cái đối tượng này. Bây giờ chúng ta tô màu rất dễ, các bạn cứ nắm đẩy ra đây. Và hôm bữa mình nói là có cái chế độ bước nhảy không ạ? À? Cứ bước nhảy. Thế thì bước nhảy thì mình chỉnh nó bằng cách nào à? Đây, chúng ta vào Edit hả? Các bạn chọn Frequency. Và các bạn chọn cái thằng là General. Thì trong cái General này các bạn thấy cái keyboard
increment đó 0.0353 xăng. Bạn nhớ con số này, có gì là chúng ta sẽ trở về cái mặc định. Hoặc giả nếu các bạn làm việc với cái máy người ta đang làm, hoặc là cái máy sử dụng riêng mình thì không nói, nhưng mà nếu chúng ta sử dụng chung thì những cái thông số này rất là tốt, chúng ta cho chúng ta trở về mặc định hả. Thì tôi đi khoảng cỡ 15 cm. Ok, vì cái đối tượng này 15 cm nó nhảy ra đây cơ. Và như vậy tôi chọn hết cái đối tượng tôi vừa mới vẽ, bấm mũi tên qua phải, đi đúng 15 cm. Và như vậy là xa quá rồi, khi chúng ta phóng lớn lên thì tô màu nó không được. Thì tôi Ctrl Z đi và tôi chọn Edit trở lại Frequency và General. Thôi đi khoảng 10 thôi hả, 10 cm, nó gần gần sát sát bên để chúng ta coi cái chi tiết cho nó dễ. Ok, và như vậy tôi đánh mũi tên qua 10 cm. Trong cái AI thì các bạn sẽ thấy cái không gian này là cái tờ giấy, mà ở ngoài là cái vùng nháp. Nó khác với các cái phiên bản khác là nó trắng đều hết, hoặc là cái này trắng nó hơi là trắng xám nhẹ tí, dẫn đến mình để một cái đối tượng mà nó gần gần mà nó chia cắt cái đối tượng rất là chướng mắt. Thì đó khi là chúng ta sẽ dùng một cái đối tượng bình thường thôi, cái rectangle đó, như là chúng ta nối giấy nó xuống như dưới này. Tôi đổ màu trắng ha, và tôi cho nó xuống dưới cùng thôi. Nếu cần là tôi muốn khóa cái tờ giấy này để khỏi phải đụng chạm nó thì cũng dễ mà. Tôi Ctrl C này, Ctrl X này. Chữ X là cut nó luôn. Xong tôi về cái layer này, tạm thời tôi mở khóa và tôi này, và Ctrl V dán nó xuống. Dán cái tờ giấy này xuống layer rồi mình khóa đi một lần. Thì trước khi khóa thì chúng ta nên là gì, cho cái thằng này nó lùi qua bên đây một tí rồi để chúng ta thấy được cái đối tượng phía dưới đúng không. Rồi có thể là mở rộng cái thằng này ra. Xong khóa tờ giấy này đi, và chúng ta lại sẽ làm việc trên layer 2 đó. Thế các bạn thấy tất cả mọi cái đều hiện ra, thế đổ màu thôi. Bây giờ đổ chuyển sắc đây. Các bạn thấy là ở đây nó là cái màu trắng, mà dưới đây nó xám, là do cái ánh sáng nó chụp xuống đó, thì các bạn thấy là cái này nó quá trắng đi, cái đối tượng viền ngoài của chúng ta nó quá trắng đi. Thế thì chúng ta cũng nên là có một cái độ mà ha, chuyển sắc từ bên này qua bên đây một chút xíu. Ngoài ra là tôi còn có một cái đối tượng đây nữa nè các bạn này. Nhưng mà không sao, thôi được rồi, sẽ mình dùng cái cách mình sẽ tô thêm cho nó còn có cái mặt này nữa. Mà mình quên vẽ cái mặt này, nhưng mà nó cũng đồng dạng dùng cái thằng này đó, không có gì là khó hả. Rồi thôi, thế bây giờ mình tô chuyển sắc cái này thì mình tô làm gì. Các bạn mở bảng Gradient trước, và như vậy là đầu tiên các bạn cứ lít vô theo cái lối mặc định của nó nè. Nó đi bên này tối, bên này sáng, thì bây giờ mình đảo ngược lại thôi. Hoặc là các bạn cho cái đối tượng đây này lít vào, và chúng ta có chọn ở đây các bạn trả về chế độ xem quay khi nha. Vâng, để mình không hết. Và tôi cho một cái thằng độ sáng ở đây, hơi tối phía bên này một chút. Rồi, và thằng này hơi sáng bên đây, thế thì tôi lít vào và cũng trả về xem quay khi, và chúng ta cho sáng lên đó, sáng nữa đi. Hầu như là gần như là sáng trắng. Nhưng mà thôi, trong cái đối tượng chúng ta vẽ nên có một ít màu để chúng ta xem. Phía bắt đầu bây giờ chúng ta chọn này, chọn đối tượng này, nó như thế này. Các bạn thấy ở đây nó tối và cái đây nó có một cái mép sáng, thì tôi chọn thêm đối tượng ở chỗ này nữa và tôi cho nó sáng ra. Các bạn thấy ở đây tối và nó dẫn đến cái mép sáng ở chỗ này. Hơi sáng chỗ đó một chút. Rồi, theo bài như thế thì tạm thời hơi màu xám xám vậy rồi, nhưng mà ở đây nó có cái đối tượng này nữa. Thế tôi chọn cái đối tượng này, tôi Ctrl C, Ctrl F các bạn, copy lên một cái, và tôi nắm này tôi đẩy vô giữa đây.
Đấy, đẩy vô cái đoạn mà ha, nó sẽ bo bo đầu ở chỗ này. Mà các bạn thấy cái đường nét nó trùng khít nhau ha. Thế trời sẽ sử dụng cái đầu bên này, bây giờ mới sử dụng cái màu đầu bên này. Tôi cho nó đi hơi tối hơn. Nhưng thực chất là nó tối chỗ này, nhưng mà chỗ này nó sáng ngay. Nhưng mà tạm thời chúng ta cho cái nốt này nó hơi tối. Sau đó tôi khống chế nó bằng một cái, các bạn có thể copy cái thằng này ra cũng được. Nhấn Alt ha, lít và các bạn đẩy để chúng ta ép cái thằng này về đây nó sáng. Đó. Nó sáng chỗ này ngay. Thế thì nếu tôi bỏ nét đi, vì ở chỗ này nó đâu có đường nét các bạn, khi làm xong đôi khi người ta thường là phải bỏ nét đi hết. Đối tượng hoạt hình thì để nét nó còn chắc đẹp, chứ còn đôi khi những đối tượng thực thì ở đây đâu có nét mà. Ở đây tôi bỏ nét đi, các bạn bấm vào và các bạn chọn ở đây và chúng ta bỏ nét đi, thì các bạn thấy chỗ này nó tương đối nó rất bén, mà cái chỗ này nó lại ơi êm cơ. Và cái đối tượng mình ở đây nó hơi êm. Thế thì rất đơn giản, thì trong cái Illustrator rất may là chúng ta có cái thằng là style, và các bạn chọn cái chữ feeder cho cái đối tượng này. Và tôi đi nhắc cái review nhé, các bạn coi đúng là hơi mềm rồi, quá hay luôn. Và chúng ta có thể tăng hoặc giảm cái giá trị cái biên mềm cái feeder cho đối tượng của mình. Nếu mà vừa phải rồi thì chúng ta thấy ok, và các bạn thấy ở đây nó không bén nữa và nó hơi có cái độ mềm, như thế là được. Như thế là được. Và tôi thấy cái khu vực này nó hơi sáng quá thì tôi lít lại và tôi chọn cái gradient là nó đây nè các bạn nè. Đấy. Và tôi có nhấn cái nét này một chút xíu. Vâng. Đối tượng chúng ta ở dưới đây này. Các bạn cẩn thận coi nhé, ở trong cái thằng AI CS6 mình nó có cái là tô cái đường nét đó, đường nét mà vẫn tô chuyển sắc được. Đây là cái thế mới của CS6, còn các cái phiên bản khác không thì nét nó không có tô được. Ngoài trừ chúng ta gọi là create outline, nó đi biến cái nét thành một cái hình thì chúng ta mới tô được. Còn cái thằng này nó có cái thế mạnh, thế nữa là tôi muốn tô lại cái chỗ này hơi đậm một chút xíu thì tôi lít cái fill. Và mở lại gradient và kích vào coi. Như đây tôi nên cho nó hơi tối. Chuyển hơi tối một chút xíu hả. Và tôi thêm một nốt ở đây và tôi cho nó sáng ra. Đấy, thì các bạn thấy cái mức độ nó chuyển sắc như này. Lít ra ngoài coi, đúng rồi, chúng ta có con nét sáng sáng. Rất là kỳ công, nhưng mà chúng ta cố gắng đi vẽ rồi các bạn sẽ thấy cái đối tượng mình Illustrator nó vẽ y như thật, rất đẹp, tuyệt vời. Ở đây chúng ta cũng vậy, thế bây giờ nó cũng đi từ tối đến sáng. Cái này dễ các bạn, nhưng nó lại có một cái là cái chỗ này nó hơi bị cong nữa. Chứ nó không phải là đi dạng phẳng như bình thường ở đây, tất cả nó cứ tô vào. Và tôi sử dụng là cũng gradient black and white, đúng rồi. Và như vậy tôi đẩy già cái thằng này ra một chút cho nó tối và nó đánh qua cái biên độ mềm này. Đó là cái đối tượng ở dưới đây này các bạn này ha. Vâng. Và tôi có thể là đi cho nó đậm hơn một chút xíu, cho nó đúng với cái trung thực giống như cái bài làm. Đây, đấy. Hơi đậm hơn tí. Rồi. Và cái mức độ đậm của nó hơi dạt đều chứ không phải êm, không phải hơi gắt như mình. Thì như vậy thì dễ lắm, thì các bạn cứ đẩy dạt cái thằng này ra thì cái phần êm nó chạy qua này, nó tương đối nó chạy qua này. Nhưng ở đây nó có thêm một cái độ cong ở đây rồi, ở đây nó còn diễn tả thêm cái độ gờ nữa. Thế cái coi như nó bò đúng bốn chiều rồi, chứ không phải là chỗ này nó thẳng à. Thế thì làm sao để làm cái vụ này rất dễ. Tôi có một đối tượng này rồi thì bây giờ tôi làm ra ngoài nhé, tôi nhấn Alt+A, tôi đẩy ra một chút. Đấy, cái đối tượng chúng ta vừa làm. Làm sao tôi có một cái đối tượng này nữa.
Rất là đơn giản, tôi sử dụng một cái công cụ Ben. Tôi đi đây các bạn. Tôi đẩy cong cao lên, bởi vì tôi cho nó xuống đây, đi ngược lên đây. Và không tô màu, không tô gì cả, nét đen. Để các bạn thấy ý muốn nói là tôi làm sao tôi có cái đối tượng đây này, rồi tôi up lên. Đấy. Đôi khi vẽ nó chúng ta còn phải thêm thắt một cái đối tượng khác nữa cho nó đúng với thực tế, chứ còn không đó thì nó lại không được. Cái bo góc này thì và trong Illustrator người ta sử dụng cái chế độ feeder rất là nhiều để diễn tả những cái đối tượng mà ha nó chuyển sắc êm giống như là bên Photoshop vậy. Ở đây đấy, tôi muốn ra cái này thôi. Hơi tối chỗ này chút xíu thôi. Được rồi. Thế thì rất dễ, tôi chọn cả hai cái đối tượng là tôi insert thôi các bạn. Mà tôi đâu cần để lại cái đối tượng suột đâu. Hả? Và các bạn tô cho nó một màu phẳng xám đen hay là đơn thuần như thế này. Tạm thời tôi cứ offset vào đây coi thử ra sao. Cứ như này. Thế thì mình chỉ cần việc sử dụng effect style feeder và các bạn cho đến giá trị khi nào các bạn mất cái đường biên thôi, click cái review ra, tăng giá trị lên, tăng lên một chút xíu nữa. Ok, và như vậy các bạn thấy ở đây tôi có thể diễn tả thêm một cái cách đi tối ở phía dưới một chút, click cái nút này. Cao lên và tôi cho nó lên một chút. Tôi có thể là chọn cái nốt này và đối tượng này, tôi cho nó đi ra tí, hoặc là nhích vô một chút xíu nữa. Chọn lại. Vâng, các bạn thấy nó mờ hơn ha. Tôi đẩy. Bạn có thể điều khiển để cho nó có cái giá trị nó mờ tương đối tốt. Diễn tả thêm là ý muốn nói là để nếu có một cái đối tượng này cần nó cong qua cái này đi like rồi, nhưng mà dưới bo người ta có thể sử dụng thêm những cái dạng như này thông qua cái chế độ feeder. Mà cái feeder là Illustrator sử dụng rất là nhiều để làm những cái chuyện này. Những cái chi tiết mà Garand không làm được thì nó sẽ giúp chúng ta làm được. Và sau này chúng ta sẽ có một cái công cụ tuyệt vời hơn nữa, đó là Mesh Tool. Cái Mesh Tool này thì dẫn đến là cũng gây khó khăn cho các bạn rất là lớn, bởi vì nó hầu như là nó dùng cho các cái họa sĩ chuyên nghiệp mà người ta vẽ những cái đối tượng nó cần phức tạp, người ta mới dùng Mesh Tool. Rồi, xong. Thế thì phần đến cái màn hình rồi các bạn, dễ mà. Bây giờ đến cái chúng ta đang làm cái đội chuyển sắc ha. Các bạn thấy cái này, cái đối tượng này là ở đâu, là bây giờ chúng ta diễn tả đây. Thì cái này nó cũng có chuyển sắc giống như đây. Thế thì trong cái Illustrator chúng ta có thể copy được không ạ? Các bạn có thể dùng cái công cụ copy là add drop tool, chọn một đối tượng, cầm một copy và click vào một cái gam màu nào đó hả. Thế không biết nó có cái copy cái effect đó không. Đây chúng ta có cái này. Đang ở chỗ đề like, tôi tắt đi qua chế độ fill, Ctrl Z trả nó về ha, và tôi tắt chế độ like này đi và chọn fill lên. Bây giờ fill nó không có màu, bấm phím y kích vào đây coi. Như liệu rằng là nó có copy cái màu fill đúng chính xác, nó đang copy cái màu fill chúng ta như này. Và nó copy luôn cả cái màu line nữa, không cần. Các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có cái đối tượng này. Nhưng mà ở đây nó có cái G. Chủ yếu là nó có cái G. Nó có cái G cho nè. Thì ở đây là tối và ở đây các bạn phân tích ở đây là sáng.
bởi vì nó phù hợp với cái gờ nhỏ chỗ đây nè, đây nè, đây nè, một cái tối một cái sáng. À, tôi nhích cái thằng này nó lớn lên một chút xíu, nhích lên chút xíu thôi. Và như vậy tôi sẽ đi một tối sáng nhé, thì không phải Garian chúng ta đi cùng chiều nữa. À, bây giờ các bạn phải đảo chiều nó đi thôi. Thế nó đang đối tượng như thế này thì bây giờ cái góc xoay nó sẽ là sao ạ? À? Các bạn muốn đi ngược chiều thì các bạn chỉ cần lít như thế này là đủ. Các bạn thấy là nó đi ngược chiều rồi đấy. À, nếu cần thì ở đây tôi cho nó đen hơn một tí. Rồi, tiếp tục đen hơn tí nữa. À, và đẩy qua đây gần như là sáng trắng. Đây đây đây. Tức là để tôi diễn tả cái đối tượng này một chút xíu đây thôi mà buộc lòng là phải làm như vậy. À, tôi đánh đây một chút xíu rồi tối nữa. Và đánh đây tối tí xí nữa. Đây nó có cái gờ ở dưới mà. Sau đó tôi lại Ctrl C, Ctrl F đối tượng này và tôi đánh quật ngược trở lại và tôi thu nhỏ lên cho nó vừa lên trên. Đấy, và ở dưới đây các bạn thấy nó có cái gờ ha. Copy một đối tượng mới đây, tôi bấm phím A. Tôi có thể chọn luôn này, tôi đẩy lên. Đấy, ý muốn nói là ở dưới đây chúng ta sẽ có một cái đối tượng là nó chuyển từ đen đến đến sáng này. Đây này, đây này, đây là cái này. Đó, lúc nãy tôi chưa cho đen lắm thì bây giờ cho. Và ở đây. Đó. Được rồi. Và tôi lít ra ngoài tôi xem. Đúng rồi. Và như vậy là cái đối tượng của mình từ tối và chuyển đây sang sáng đây nè, cái này là tối nè, còn mà cái khu vực này sáng thì mình chọn ở đây các bạn. Và ở đây các bạn cho sáng ra một tí. Đúng không? À, sáng nhiều quá chứ. Và tôi có thể bỏ ở đây đi. À, tôi chọn lại đây là cái đối tượng của mình đây này. Đây, sáng nữa. Và tôi lít để cho sáng ra. Và ở đây ha. À, tiếp tục tôi cũng cho sáng lên chút. Vâng. Thế được rồi, sáng nữa nhé. Và các bạn ha. Còn cái màu đỏ, à tô màu đỏ đi cho nó khác màu một chút xíu. Nó thế là màu đỏ thôi. Thì các bạn đang như thế này thì giờ thay màu đỏ nhá. Các bạn bấm vào đây, đây tôi chỉ cho các bạn. Đỏ thì gồm có magenta hòa với gì? Yellow. Đấy. Do đen nó như thế này thì các bạn lùi đen về thì chúng ta có cái sắc màu đỏ như thế. Cho có vẻ hơi tối đi ha. Rồi, màu giữa cũng là màu đỏ luôn các bạn. Các bạn đi magenta, yellow và lùi cái này về. Cho đỏ tươi. Còn cái đây. Và tiếp tục. Ở đây cũng là màu đỏ nữa. Thế làm sao họ ra sắc độ? Ra sắc độ. Tạm thời là tôi đi đây tối ha, đây ra này. Nó cũng giống như cái thằng này, nó có cái đối tượng, thêm một cái đối tượng để làm tạo cái gờ đây mà hồi nãy mình có chưa tạo hả, mình chưa tạo ra. Nó chỉ có cái thằng đen nè, còn thằng đỏ nó cũng có một cái lớp như vậy nữa. Thì buộc lòng tôi cũng phải chọn trên C còn trên F để copy. Rồi tôi đánh thằng này qua bên đây một chút các bạn, đánh này qua bên đây một xíu là nhích qua một tí, phóng lớn lên ha. Và tôi nhích cái này qua đây. Rồi, thế thì đối tượng bên này nó lại là tối. Tối rồi hay sáng. Vâng, thế thì ở đây tôi đi màu tối lên. Đi ơi màu tối lên. Rồi nó là cái màu nó hơi tím tím thì nữa là tôi có thể giảm bớt cái yellow đi. Thì các bạn thấy nó có cái sắc tím ngay, đúng không? Sát bên này nó hơi sáng. Rồi. Ok. Thế thì tôi đẩy cái thằng này này, đẩy sát cái này. Đó, nó hơi ẩn sáng cái này nhưng mà mang sắc tím chứ không phải mang sắc đỏ cờ. Mình thử giảm bớt cái yellow đi thì chúng ta sẽ có cái sắc tím. Đây này cho đây. À, và sáng lên một chút.
Ok, được rồi. Do hai cái thằng này, do cái này tôi copy vô thì nó gục xuống đâu có được, nó phải trùng hợp ở đây á hả? Thì chỉnh lại thôi các bạn, chỉnh lại này dễ quá mà. Bấm công cụ A, tôi chọn đối tượng này và tôi đẩy nhích lên đây. Thế cuối cùng cho nó thẳng, chứ còn không thì nó lại uốn lượn kỳ cục như thế này. Tôi đẩy lên chút xíu, nhích lên cho nó thẳng. Có cần tôi bấm về công cụ Ben, tôi đâu cần phải giữ cái nốt này hả? Bỏ đi, thế thì cái đường nét chúng ta nó smooth, mình trùng hợp hơn. Rồi, thế ở dưới đây cũng vậy nữa. Rồi tôi lít lên chút và tôi bấm công cụ A, tôi đẩy cái này xuống. Đó, và tôi nhích cái tiếp tuyến cho nó thẳng hàng thì chắc chắn nó trùng trùng với cái nét. Thì đôi khi chúng ta nhích qua nhích lại nó hơi chậm thì chúng ta phóng lớn lên nữa, chúng ta chỉnh làm sao cho nó đẹp. Nắm tiếp tuyến chúng ta đưa vào đây. Rồi. Và lít đây các bạn lít đây, và ở đây là cái nét trong gradient mà mình không cần phải tô cái nét gradient. Và ở đây ý nó là tôi mở bảng fill, tôi bỏ nó đi. Và cũng tương tự như cái đối tượng hồi nãy chúng ta làm ở đây, thì các bạn thấy thằng này nó là cũng góc mềm chứ nó không phải bén nét. Nó mềm nhưng không phải bén nét. Thế thì chúng ta chọn cái đối tượng bằng V và các bạn effect, và các bạn chọn chế độ filter và tương tự nhắc cái review lên. Wow, 0,6 nhiều quá. Chúng ta có thể giảm bớt đi chút, 0,5, 4, 3, 2. Và nếu được thì chúng ta ok. Và các bạn thấy ở đây chúng ta nó có cái độ mềm. Tương tự như vậy, cái đối tượng ở dưới đây cũng là một gradient. Nhưng các bạn thấy chỗ này nó sáng lên. Đây, nó đây, cái đối tượng chúng ta là có gradient đây. Cẩn thận là màu fill nha. Cái màu stroke chúng ta bỏ nó đi. Và các bạn đẩy màu fill lên. Và đây, đây là đối tượng mình. Thì các bạn thấy sát bên đây màu trắng cái gì, tôi chêm ở đây một đối tượng lít lên và tôi cho nó màu trắng. Wow, nó màu vàng nó được. Và các bạn lùi về. Một cái phần sáng trắng, một cái phần sáng trắng ở chỗ này. Nhưng nó có một cái là nó lại bị xéo đi, chứ nó không có đều từ trên xuống dưới như chúng ta, giống như đây thì các bạn thấy cũng rất là gây khó khăn cho nó. Nó gây khó khăn cho chúng ta ở cái chỗ như này chút. Thì cũng rất là đơn giản là nếu cần thì các bạn cũng tạo một cái đối tượng nhỏ giống như hồi nãy tôi tạo đối tượng dưới đây, và các bạn đánh cho nó dài xuống. Nhưng mà thôi, ở đây thì tôi có thể cho nó ở cái giá trị bình thường thôi. Tôi là chỉ cần cho nó sáng hơn một chút, thế là được rồi. Đảm bảo cái màu đỏ mà hơi sáng. Đấy, tạm thời nó như vậy đi. Rồi chút nữa tôi sẽ điều khiển cho cái phần này. Nói chung là chúng ta sẽ cho một cái hình tam giác, và các bạn cho cái màu nó hơi sáng hơn và cho feeder, thế là nó lẫn vô ngay thôi, không sao cả. Còn cái đây là những cái đối tượng này thì quá dễ rồi. Nếu mà nó nút màu đen thì các bạn cứ bật về black and white, và tôi chọn ở đây là đúng đen lên luôn. Và mình sẽ có cái khối này ngay, đúng không? Và bỏ cái đường viền, còn không á, thì chúng ta sẽ cho cái nét này là một nét đen, rất đen. Tương tự như vậy thì ở đây chúng ta cho là cái nét nó màu đen đây chứ không phải đối tượng này. Đây này các bạn, đây mà nét đen nhá. Nữa. Và nó có cái độ sáng ở trên đây một chút xíu. Đây. Chứ không phải đơn thuần là một cái mảng màu. Thế thì bấm phím Y sao, kích vào đây đó. Đó. Bạn thấy nó tô chuyển sắc bên đây nhưng mà không phải sáng ở đầu này. Tôi lít vào gradient, nó đang ở màu fill đó, phải chọn ở đây, các bạn chọn lại nữa, cho nó nổi lên nè. Và tôi đang này đảo ngược đi. Rồi, các bạn thấy ở đây chúng ta có cái ngờ. Và đường nét ở đây nó sẽ là đây màu đen bơm. Cái phát huy cái đây nó hơi hơi bo xuống chút xíu, mà cái của mình thì nó hơi thẳng đều nè.
và cái nét nó lại luôn cũng có chuyển sắc luôn. Thì liệu rằng là chúng ta bấm ở đây, chúng ta cho cái nét nó chuyển sắc giống như thế này à, thế thì làm sao mà chúng ta thấy được. Và ở đây tôi cho nó đậm hơn một chút nữa. À, các bạn thấy nó nhắn ở đây hơi đậm, và đường viền ở đây cũng vậy. À, chỗ này sáng ha, hơi tối chút xíu, bấm hai lần và tôi cho nó thôi. Đó, nó cũng làm cái đường viền, có lẽ các bạn cho nó xuôi lên một chút thì nó giống với cái thực tế hơn, đúng không? À, tôi bấm công cụ direct selection và lùa á nè. À, tôi lít chỉ có một nốt đây thôi và lùa. À, lít một nốt đây thôi và tôi đẩy nó xuống. À, đẩy cái này lên một chút xíu. Đó, nó hơi xuôi lên một chút. Và cái thằng này cũng vậy, tôi lít một nốt đây thôi mà tôi đẩy nó lên một chút. Lít một nốt đây, tôi đẩy nó về một tí và nắm cái đầu tiếp tuyến này nè, ké nó ra thì chúng ta sẽ có cảm giác cái đối tượng chúng ta hơi xuôi vậy. Vâng, qua như thế này là quá kỹ rồi. Thế mình mới chọn đây, và do cái đường này nó hơi đen, tôi lùi về đây chút cho nó vừa. Và các bạn thấy chúng ta diễn tả cái chỗ này tối nha, sáng sáng hơi đen bên này. Wow. Tới đối tượng này tôi tô màu trắng. Và có cần bỏ nét không? Bỏ đi. Rồi. Wow. Gần xong rồi nhé. Thằng đây một chút nữa các bạn. Và tôi chọn đây, bỏ nét, bấm fill và bấm vào gradient màu đỏ ơi. Không, tôi dùng black and white và đảo ngược, bên này hơi tối rồi đây. Này sáng quá thì tôi có thể là cho hơi tối đi. Đó, để diễn tả cái loa. Ngoài ra nó còn có cái độ G ở đây nữa cơ, chứ không phải không. Thì nếu tỉ mỉ thì tôi đã vẽ một lần cho nó kỹ. Thế thì Ctrl C, Ctrl F, tôi nhích cái này qua một tí các bạn, đẩy cái này lên một chút và đẩy cái này qua luôn một tí luôn. Và tôi cho cái màu này sáng lên. Wow. À, các bạn thấy ha, cái nút E có thể chọn đối tượng này, nhích xuống một chút luôn. À, do chúng ta đẩy, lúc đầu là đổi nó đi thành là 10 cm mà. Thành thử mỗi lần mà bấm mũi tên xuống là nó đi 10 cm. Thôi ở đây tôi sẽ tạm thời nhích chút như này, đây là được rồi. Phóng càng lớn thì chúng ta đi chi tiết nó càng dễ chịu, đúng không? Đấy, nó trùng hợp như này. Và tương tự chúng ta sẽ có cái thằng ly cũng nữa. Một cái bấm phím về nhé, một phím về, và tôi bấm công cụ y, tôi iDrop, chúng ta click vô đây để tôi copy. Thế là được rồi. Nếu cần thì cái gradient của tôi đảo ngược một chút xíu và tôi đi màu đậm hơn, đúng không? Không nên chi tiết quá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới cái bảng này thôi, cái đối tượng này. Nếu cần thì mình đi đậm lên một chút các bạn nhé. Đó, tôi nhấn đậm ở chỗ này một tí. Và bên này là sáng trắng là đúng rồi. Tôi thêm nút ở đây nữa và lùi cái thằng này về cho nó sáng trắng ở chỗ này đi. Rồi, bây giờ tôi sẽ làm một cái nốt đây nhé. Tôi tô chuyển sắc luôn, bấm phím về, lịch vào. Và tôi quyết định cho cái thằng này hơi tối. Bỏ bớt những cái thằng này đi, bỏ bớt. Ở giữa sáng là được. Rồi đó. Bấm hai lần để mở cái bảng màu lên, tôi cho sáng lên chút. Rồi. Cho đường viền,
đường viền ở đây không cần phải chuyển sắc, nhưng mà tôi có thể cho đen đi, là cho cái đường viền hơi xám đi chút xíu các bạn. Đây này. À, và cái đường viền mình nó có thể là cho boy luôn cũng được, 0,5 boy hả? À? Cho 2 boy. 2 boy dày quá. 1. Nút này. Nó có cái line trắng rồi nó mới có cái độ lõm. Ctrl C, Ctrl F, tôi copy xuống cái này. Copy sát cái này vào. Và ở đây tôi không tô đường viền. Lít cái gradient lên và tôi chỉ cần đảo ngược cái này đi. Đảo ngược đi thì các bạn thấy được rồi. Đối tượng ở dưới này chúng ta chỉnh lại. À, tôi sẽ cho cái này nó hơi trắng hơn chút xíu. Kích hai lần để mở vào. Các bạn thấy ở đây nó sáng trắng nè. Kích hai lần. Sáng trắng nè. Kích ra ngoài. Đẩy dạng này ra ngoài. Đó, để chúng ta diễn nè. Nhưng mà do cái chỗ này nó không có độ đậm nhiều thì tôi chọn đối tượng bên trên nhiều quá, tôi có thể lít hai lần và tôi cho nó sáng trắng ra. Đó, ăn à, sáng trắng nè chút. Mở lại cái gradient, tôi có thể cho cái thằng này sáng trắng ra tí. Wow, sáng quá. Ok, tạo độ gờ như thế. Tiếp tục đến cái thằng này, tôi cho cái nét nổi lên màu đen, nhưng mà đừng đen lắm, tôi cho xám thôi, 70-80% thôi. Đường nét boy nó cho nó là 2 boy à. À, hơi dày quá hả các bạn, dày quá. À, dày quá. Thì ở đây mình cho thông số là 1,5 boy à. Bập. Nó hiểu luôn á. À, như vậy là ha. Qua, wow, Ctrl Z. Tôi cho cái thằng đây chứ. 2 boy. 3 boy, 2 boy nó đi giá trị chẵn. Thì tới đây 1,5. Enter. Đó. Mà cái nét của mình vẫn có thể tô chuyển sắc được, thế thì tuyệt vời rồi. Tôi bấm vào đây. Cho hơi tối lên chút. Sáng mà sáng ra. Hơi tối lên một tí. Đủ rồi. Thằng này nó có cái là nó có cái độ dày đây nè, nó mới ra cái đầu nút các bạn. Đây cái đối tượng mình nó có cái độ dày ra đây nè. Thằng này là tô đường viền rồi thì công việc chúng ta chỉ cần là chọn là thằng fill. Bởi vì chúng ta chưa tô chuyển sắc cho fill. Fill rồi. Nhưng mà tôi đảo ngược ở dưới đây một chút. 90 ạ. Enter, đúng rồi. Và nó cái phần tối này nó lên sát gần tới đây lần cơ. Và ở giữa không phải là màu sáng. À, tôi lít hai lần tôi đi hơi tối lên. Đấy. Và ở đây tối hơn nữa. Đẩy sát lần lên ha. Ở đây tối. Rồi. Và khúc ở trên đây là sáng. À, tôi nêu ở đây một nốt và đẩy tôi đấy, và chọn đối tượng này tôi đi sáng ra hơi sáng này. Liệu rằng là các bạn có thể thay bằng thông số đó, thì nếu mà các bạn muốn chỉnh cho nó nhanh đó, thì chúng ta nên dùng công cụ gradient, và các bạn nắm ở đây các bạn có thể xoay lại chút đó, và các bạn có thể điều khiển trực tiếp ở trên đây về cái đối tượng của mình muốn sáng hay tối như thế nào đó, thì
ta có thể xài trực tiếp trên đây rất hay. Vâng, phần đen rồi. Nút trên đây là một cái nút tròn đừng à, nút hơi bo tròn. Thế chọn đây thôi chứ các bạn à, tôi chọn à, đối tượng tôi tròn đâu à, đây đường line nè, bằng lít vô đây này, tôi có radio à. Thế bên à, đơn thuần nó như thế này, ở ngoài là sáng hả à, tôi nắm này tôi bỏ đi các bạn, ở trong là tối hả, ở đây tôi đảo ngược đi ha, đảo ngược đi và à, ngoài này là tối rồi, đây này đây này này này, và mọi thứ đều cho sáng lên chút chứ nó không đến độ mà đen như vậy đâu. Rồi và ở đây nữa, và tôi cho sáng dần ra luôn. Ừ. Và đây là sáng nhất à, lùi mình vào, lùi vào. Vâng, mà lúc nào cũng vậy các bạn, lít ra đi ăn tròn nè, bao giờ nó cũng ở giữa. Mình bấm phím G để về công cụ Garyan, mà tôi chỉnh cái này ra tới ở vị trí đây, tôi đẩy ra chút xíu à, bấm công cụ này à, như thế là chúng ta sẽ chọn cái stock này lên và bỏ stock đi, chúng ta có cái nút này. Nhấn nhá thêm một vài chi tiết nữa nếu cần thiết thì tôi có thể chọn lại cái đối tượng này, thì chắc nó đang là cái stock đó các bạn. À, tôi chọn lên cho nó đen một tí à, rồi à, tôi có thể lít ra đây đẩy nó lên chút xíu và chọn ở đây tôi đi rất đen để tôi nhấn nhá cái chỗ đoạn đó. Wow, thôi vừa thôi được rồi à, và chúng ta sẽ chấp nhận là cái thế mạnh đồ họa để nó diễn tả như thế này thôi. Và ở đây nếu cần thiết thì các bạn thấy cái đối tượng chúng ta nó bén nét thì các bạn cứ sử dụng rất nhanh style và bạn chọn feeder, và tôi nhắc cái review lên 0.2 nhiều quá, chắc là đi 0.1 thôi hoặc là 0.1.5 à, nhắc cái review coi. Và à, 1.5 lên 0.15 hả, nhiều thế hả, 0.1 0.01 à, ít thôi hả, 0.1 ok được rồi. Và đây rồi, và tương tự như vậy là ha, chúng ta sẽ có đối tượng đây và các bạn đổ chuyển sắc vào à, đường viền nó đang đường viền này, không sao cả, các bạn bỏ đường đi đi và các bạn cứ bấm fill lên thì nó sẽ tô chuyển sắc trong cái này cho chúng ta, thì các bạn nắm đây bỏ bớt đi ha, thì mình sẽ thấy chúng ta sẽ có cái nút ở đây, đẩy cái độ sáng qua đảo ngược đi. Thực ra nó phải nằm ở dưới cái đối tượng trên à, nằm đối tượng dưới cái lớp này, thì các bạn đánh chọn đối tượng, các bạn control ngặt vuông mở thì nó sẽ xuống à, chúng ta chọn nó xuống, control xuống layer ô à, và nó cắt đúng rồi đây. Và tương tự như vậy tôi có đây thì các bạn thấy rất hay là chúng ta cứ tô bằng đường viền thôi à, tô bằng đường viền thì lít cái đường viền lên thì à, chúng ta tô chuyển sắc nó như thế này à, phải không ạ à? Và đi cái sáng cái tối cho nó vui, đây màu đen lít hai lần cho nó hơi tối lên cái đường viền chút, ở đây nữa à, muốn tạo độ lấp loáng là như thế, tôi cho nó cái tối cái sáng cái tối. Rồi và đường viền mình nó hơi nhỏ thì à, có gì đâu, chúng ta chấn vào stroke và chúng ta cho giá trị nó khoảng là 2 point à, và nếu cần thì cho nó là 1.5 enter à. Đà. Và đường viền xong thì chúng ta lại tiếp tục chọn fill và fill lên, bấm vào đây. À, đen quá không được thì tôi bấm vào đây các bạn, thì cho nó sáng trắng ra à, và ở đây bỏ bớt đi
À, tôi nắm cái đưa vào cái đoạn giữa hả, chắn ra tiếp và rồi sáng đây à, tôi nhận luôn hả? Đó. Tại vì là à, cái nút này nó có vẻ nó hơi lõm xuống để cho nó vừa cái ngón tay cái chúng ta đó, nữa là đâm ra cái này tôi muốn cho nó lõm xuống thì tôi cho hơi tối lên một chút ha, à, ở giữa sáng và bên đây cũng vậy, hơi lọ tối lên một chút xíu thì chúng ta có cảm giác là ha, cái nút này nó hơi lõm đó. Bạn nhìn thấy điều đó không? Đấy, hơi tối lên một chút. À, rất là công kỹ, và chúng ta nếu cần là chúng ta tiếp tục để hoàn thiện thêm những cái này. À, chỉ cần một cái này nữa thôi, còn cái chi tiết chúng ta sẽ trang trí sau. À, để tôi có thể kết thúc cái phim chứ vì không thì cái dung lượng nó rất lớn. À, rồi. Thế thì tôi chọn cái đối tượng mà đi trắng dày, thế thì thường là các bạn bấm phím Y, các bạn copy cái gì đang có ở phía dưới và sau đó là chúng ta có thể bỏ bỏ đi và chúng ta có thể là cho lại cái giá trị nó tốt hơn, nó gần giống như cái mà ha chúng ta cần muốn tô ấy. Đây. Rồi. Đây đối tượng đây nè, à, và cái đối tượng trên là hầu như là cái nền trắng mà nó có trang trí thêm mấy cái đối tượng này, à, cái mảng màu này thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ không tô gradient răng cho cái thằng này và các bạn cứ bỏ nét đi và cứ tô màu trắng thôi. Rồi. À nó có cái đầy tối nữa, thế thì chọn công cụ đi, rắc chọn cái nốt này, nhấn shift chọn cái nốt này và đẩy hai thằng nó xuống cho nó đều đó, các bạn thấy nó phải chừa ở chỗ này đen đấy chứ đúng không? À, tôi nhích lên một chút, nhích lên một chút vừa rồi đó. Thế thì chúng ta trang trí thêm mấy cái mảng màu này và cho cái hình nền được thôi, chút nữa chúng ta sẽ lấy một cái nền chúng ta gắn vào, à, là coi, hoặc là ngày xưa nó chỉ có những cái hình nho nhỏ như thế này thôi. À, hình nhỏ này cơ bản về cái bề mặt cái chiếc điện thoại này là tạm ổn, nó còn có cái nét đây nữa này, nếu các bạn vẽ được một nét như thế này thì là ok rồi. À thì cái nét này là nét trắng và cho nó là 2 point, nó dày ra hả, 3 point dày ra luôn như thế này, 3 point. À nó có cái đoạn giữa có chút xíu à, thế thì cho nó 3 point xong, bấm phím V các bạn, tôi thấy nó hơi dày đó, à, tôi cho nó nhỏ lại tí nữa. Đấy nó thế này, nó thế này. Rồi. C6 cho chúng ta là tô chuyển sắc, thế thì tại sao không? Đường nét này chúng ta 3 point mà các bạn đi chuyển sắc thì rất là tuyệt vời. Ở dưới đậm trên sáng thì mình sẽ chọn thằng này đi màu sáng lên. Sáng lên nha. Thằng này cho ra giữa cho nó êm mà. À, tôi cho nó sáng lên. Đó và ở dưới là đậm thì tôi chọn đây, tôi cho hơi tối nữa. À, tôi lít dần cho cái này nó ra đây, cái location phạm vi chuyển sắc nó ra đây rồi, nhưng mà cái hướng nó từ dưới lên trên, ok rất hay. Thế thì chúng ta sẽ đi một cái góc này là bao nhiêu hả, 90 hả, enter. Và đây là cái đường viền, thế thì cái chuyện cái màu tô chúng ta lại đi từ tối đến sáng, đây này từ tối đến sáng của một màu nào đó, thế thì có đường viền rồi lại bật fill lên đi đây hả, chúng ta sẽ đi ra màu xanh một chút xíu, tôi sẽ demo một cái nốt này nữa thôi các bạn nhé, và nốt xanh, nốt xanh tôi đi nốt xanh cyan và đậm lên một chút, xong đến cái một cái màu xanh
để có cái nguyên chất một chút nữa, và đến màu xanh sáng hơn, chọn đây, chọn 2 lần và chúng ta đẩy cái màu xanh sáng lên. Và như vậy là chúng ta có một cái nốt rồi, nhưng góc ở đây nó cũng đi là từ đậm từ trên xuống dưới là trừ 90 coi, enter và đúng chính xác rồi. Và có lẽ là ha, trừ 70 nó hơi xiên xiên rồi đây, do ở đây nó có cái đường cái đối tượng này nữa nè, các bạn bỏ đi. Và như vậy các bạn thấy diễn tả được cái nốt này nó bằng cách này. Và tương tự như vậy là chúng ta copy ra, ở đây có một cái rồi, chúng ta đâu cần cái thằng này nữa, đâu cần cái thằng này nữa. Còn Ctrl R các bạn lấy cái thước để tôi hồi nãy tôi vẽ nó đã giới hạn ra tới đây rồi, để mình canh ở đó. Thế thì thằng này bỏ đi và thằng này bỏ đi các bạn. Và tôi đã có cái đối tượng này rồi thì chỉ cần mình nhấn Alt+Tab và tôi copy tôi đẩy qua bên đây thôi. Và tương tự là thay màu đỏ cho 2 thằng ở dưới và thêm các cái chi tiết này vô nữa và đẩy một cái hình ảnh vào gì đó vào đây. Thế là được rồi, thế thì hình ảnh của chúng ta được tượng trưng là có một cái màu như thế này nha. Vâng, bấm phím A, tôi chọn đối tượng đây. Do chúng ta tô gradient thành thử là ha, lúc nào nó cũng vẽ đối tượng mới nó như thế, và chúng ta sẽ có một cái đối tượng vừa giống như cái màu chúng ta vừa mới kết thúc tô gradient. Với cái đối tượng này thì chúng ta không cần phải tô gradient cho cái đường viền. Chỉ cần đưa chữ lên một số các cái chi tiết, thế là chúng ta đã hoàn thiện xong một cái chiếc điện thoại như thế này rồi. Được chưa ạ? Vâng, tạm thời chúng ta kết thúc ở đây. Một số các chi tiết sẽ để vào cái phim tiếp theo.